Đấy đấy, các bạn thấy chưa? Anh vừa nhập thành công Core rồi nha. Đây các bạn nhìn nhá, anh nhận luôn này. Ok, như vậy là anh đã nhận được rất là nhiều kim cương rồi nha. Đấy, các bạn thấy chưa? Ok, các bạn ơi, ngày hôm nay nhá, anh cho các bạn nha một cái mã Core này, và khi các bạn nhập nha, các bạn sẽ nhận được rất là nhiều kim cương giống như anh nha. Đấy, thấy không? Nhìn phê không? Phê không? Trời ơi, đấy. Ok nhá. Và cái Core đen này nha, anh sẽ để ở trên màn hình, ở giữa cái video này nha, hoặc anh để ngẫu nhiên ở trong cái video này. Các bạn nhớ là xem hết video này của anh từ đầu đến cuối, không tua video, để tất cả mọi người đều nhập được Core đen và nhận kim cương, được chưa? Ok, và bây giờ nhá, chúng ta bắt đầu vào nhập Core đen thôi. Tới luôn nào. Hello, hello, xin chào các bạn nha. Các bạn ơi, ngày hôm nay anh sẽ tặng mỗi bạn 20.000 kim cương nha. Ok, ngày hôm nay nhá, các bạn chỉ cần này, like video, đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo tất cả, nhớ là bình luận ID tại đây nha, là mỗi bạn đều nhận được 20.000 kim cương về nick của tất cả các bạn trong vòng 1 giây luôn nha. Các bạn nhớ nhá, chỉ có những bạn like video, đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo tất cả thì mới nhận được 20.000 kim cương nhá. Nếu bạn nào không like video, không đăng ký kênh, không ấn chuông thông báo tất cả là không nhận được 20.000 kim cương nhá. Ok. Và các bạn nhớ nhá, là kênh của anh ấy sẽ đăng video tặng cho các bạn Core đen vào lúc 12 giờ trưa mỗi ngày nhá. Core đen rất là ngon nha, không nhập hơi phí nhá. Các bạn nhá, cứ vào kênh của anh này, xem video sớm nhất này, nhanh nhất này, cộng bình luận ID là mỗi bạn đều nhận được 20.000 kim cương về nick của tất cả các bạn trong vòng 1 giây luôn. Lưu ý nhá, anh cho các bạn nha, số lượng không bao giờ là giới hạn, tức là ai cũng đều nhận được 20.000 kim cương, không sót một ai. Các bạn lưu ý nhá, các bạn nhớ phải xem hết cái video này của anh từ đầu đến cuối, không tua video thì mới nhận được 20.000 kim cương nha. Nếu như bạn chưa có người yêu vì bị chê nghèo, hay nick bạn không có kim cương, gia đình, người thân, bạn bè xa lánh, đừng lo, đừng lo. Cái này anh giúp được nhá. Ok chưa? Nếu như các bạn muốn có thật là nhiều kim cương giống như anh thì đừng quên lên ngay shop beian.vn nha. Các bạn có thể nhá, lên Google, vào Google nhá, các bạn tìm cái shop tên là shop beian.vn cho anh đó, và các bạn đóng thông báo, kéo xuống, kéo xuống, các bạn sẽ thấy một cái vòng quay Skyler đang giảm giá còn 2k một lượt quay, 100% trúng 65.000 kim cương sạch chỉ với 2k một lượt quay. Đặc biệt hơn, shop đang có thông báo khuyến mãi cực khủng các bạn ơi, đó chính là nhớ, khi nạp 20k lần đầu nhận ngay 70k cộng thêm 25.000 kim cương vào tài khoản shop, khi nạp 50k nhận ngay 250k cộng thêm 100.000 kim cương vào tài khoản shop. Các bạn ơi, cực khủng, cực khủng, cực khủng các bạn ơi. Bây giờ nhớ, lúc vừa anh mới đi ra ngoài quán tạp hóa ấy, anh mua thẻ rồi, bây giờ nhớ anh nạp luôn này. Đây anh sao chép này, rồi ấn vào phần tài khoản này, anh kéo xuống nhá, rồi bây giờ nhớ anh ấn vào phần nạp tự động này, bây giờ nhớ anh nạp luôn và anh đi quay vòng quay, anh rút kim cương về nick cho các bạn cùng xem luôn. Đây 20k, nhập 20k, đây là seri này. Ok, dán vào đây, các bạn nhớ là nhập đúng mã bảo vệ nha, 298. Ok, chọn đúng loại thẻ cần nạp nhá, và đúng mệnh giá nhá. Ok, rồi ấn vào phần nạp ở đây. Rồi, tiếp tục nào, đến thẻ tiếp theo, sao chép. Ok, rồi viết theo, mệnh giá 50k nhá, anh nạp luôn. Đấy, sao chép này. Ok chưa, dán vào đây. Rồi, nhập đúng mã bảo vệ nhá, 759, ấn nạp. Ấn nạp này, rồi. Đó, sau khi nạp xong, nếu như mà thẻ đúng thì trong vòng từ 1 đến 5 giây shop sẽ cộng tiền vào trong tài khoản cho các bạn luôn nha. Ok, anh load lại trang này. Ok nhá, như vậy đã có 320k rồi nha. Ấn vào phần rút kim cương này. Đấy, và được khuyến mại thêm đó chính là 125.000 kim cương khi nạp lần đầu các bạn nha. Thấy ngon chưa, ngon chưa? Ok nhá, bây giờ nhá, anh đi quay luôn vòng quay này, và anh rút kim cương luôn về nick luôn nha. Ok này, ấn vào cái vòng quay Skyler này. Đấy các bạn thấy chưa, vòng quay nhá đang giảm giá chỉ còn 2k một lượt quay, 100% trúng 65.000 kim cương sạch. Các bạn nhìn nhá, lượt quay gần đây có rất là nhiều bạn đã quay vòng quay ở shop của anh rồi này, và có rất là nhiều bạn đã trúng được 65.000 kim cương sạch chỉ với 2k một lượt quay. Các bạn nhìn nhá, số người đang chơi rất là nhiều, người đang quay, các bạn thấy chưa, shop của
của anh nhá. Phải uy tín thế nào mới đông người chơi đúng không? Đây, bây giờ nhá, anh quay luôn này, anh quay luôn. Ok các bạn nhìn nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Kết quả này, chúc mừng bạn vừa trúng 65.000 kim cương sạch. Các bạn thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy, trời ơi, rất là ngon, rất là ngon. Trời ơi. Này, lại trúng tiếp này, 65.000 kim cương sạch, các bạn thấy chưa? Đấy, bạn nào nhá, mà muốn có thật là nhiều kim cương sạch, cứ vào shop của anh mà quay, cứ vào shop của anh mà quay. Đấy, ai mà chưa có người yêu, vào đây quay phát, có người yêu luôn, có người yêu luôn. Trời ơi, ngon ngon ngon, quay tiếp. Ok, đó, sau khi quay xong nhá, các bạn ấn vào phần tài khoản này. Đó, và kéo xuống nhá, kéo xuống. Và các bạn thấy một cái phần rút kim cương ở đây, xong rồi ấn vào phần ở đây, rút ở đây. Đó, các bạn thấy chưa? Lúc vừa nhá, các bạn thấy không? Ở trong tài khoản của anh có 320k và bây giờ anh đang còn 300k đúng không? Tức là nhá, anh quay mất có 12k thôi và anh đã trúng được 800.000 kim cương. Đấy các bạn thấy chưa? Đó, ok nhá. Bây giờ nhá, anh rút kim cương về nick cho các bạn cùng xem luôn. Và kim cương nhá của anh là kim cương dùng được, các bạn yên tâm được chưa? Đây nhá, các bạn nhìn này, hiện tại ở trong nick của anh đang còn 17.000 kim cương đúng không? Đây, các bạn nhìn nhá. Đây, dùng được các bạn nhá. Ok chưa? Chờ anh tí nào, ok nhá. Bây giờ nhá, anh đây, anh sẽ sao chép ID này. Các bạn nhìn nhá, hiện tại nick của anh đang còn 17.000 kim cương đúng không? Ok nhá, bây giờ nhá, anh vào shop anh rút này, được chưa? Đây, shop đang có cái rút này, 90 này, 950 này, 20.000 này, 500.000 kim cương này. Đây, anh rút luôn gói anh cao nhất nhá. Đây, nhập ID vào, đây, anh rút cái gói 500.000 kim cương nha. Đây, ấn thực hiện là xong nhá. Đó, thành công, được chưa? Bây giờ nhá, anh vào game luôn, xem là kim cương về nick chưa nha. Các bạn ơi, các bạn thấy gì chưa? Lúc vừa, ở trong nick của anh đang có 20.000 kim cương, đúng không? Và bây giờ nick của anh đang có này, 523.000 kim cương rồi nha. Các bạn thấy chưa? Thấy chưa? Shop của anh nhá, rút kim cương về nick trong vòng 1 giây nha. Trong vòng 1 giây, rất là nhanh. Các bạn yên tâm, đây là kim cương sạch 100% nha, được chưa? Ok, còn những bạn nào muốn có thật là nhiều kim cương giống như anh, các bạn đừng quên lên ngay Google, các bạn tìm ngay cái shop tên là shop bé an.vn nha. Đó, và các bạn vào đây nhá. Đầu tiên các bạn chỉ cần nhá đăng ký một tài khoản shop này, tên tài khoản các bạn điền vào nha, số điện thoại các bạn điền vào này, đấy, mật khẩu các bạn điền vào nhá, và xác nhận lại mật khẩu. Ok, và đăng ký thôi. Xong rồi các bạn chỉ cần ấn vào phần tài khoản ở đây và ấn vào cái phần nạp ở đây và nạp. Đó, nạp xong thì các bạn đi quay vòng quay ở shop của anh, chỉ với 2k một lượt quay 100% là trúng được 65.000 kim cương sạch. Đó, và shop của anh cam kết 100% là rút được kim cương về nick trong vòng 1 giây, được chưa? Ok, các bạn nhớ like video, đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo tất cả, nhớ là bình luận ID nhá, để nhận 20.000 kim cương nha. Ok nhá, anh sao chép này, được chưa? Đây, dán nhá, 20.000 kim cương này về nick trong 1 giây, thực hiện. Ok, thành công nhá. Ok này, tới luôn nhập core đen thôi. Rồi, và khi các bạn nhập cái core đen này nhá, các bạn nhá, nhận được 800.000 kim cương nha. Ok chưa? Đó, trời ơi các bạn ơi, co đen này rất là ngon, co đen này rất là ngon, co đen này nhá, mà không nhập nha, là hơi phí luôn, thật luôn, quá là phí, trời ơi. Rồi, bây giờ nhá, không nói nhiều nữa, anh điền luôn nha, co đen này ở trên màn hình cho các bạn cùng nhập nhá. Và nếu bạn nào muốn có thật là nhiều kim cương giống như anh, đừng quên vào ngay shop bean.vn để quay vòng quay đang giảm giá. Còn 2k 100% trúng 65.000 kim cương nha, shop đang giảm giá nhá. Ok, và các bạn nhớ nhá, là kênh của anh ấy là mỗi ngày ấy đăng một cái video vào lúc 12 giờ trưa hàng ngày. Bạn nào nhá, cứ vào kênh của anh này xem video sớm nhất mà nhanh nhất, nhớ là sớm nhất nhá và nhanh nhất, và bình luận ID mới bạn nhận 20.000 kim cương từ kênh của anh. Nhớ là phải xem video từ đầu đến cuối, không tua video, nhớ là xem hết video từ đầu đến cuối thì mới nhận được 20.000 kim cương nhá. Ok, rồi bây giờ nhá, không nói nhiều nữa, chúng ta nhập co đen luôn. Rồi, các bạn ơi, cái co đen này nhớ, anh xin được, nó bị giới hạn lượt nhập nha, chỉ có duy nhất 200 lượt nhập thôi nha. 200 bạn nhanh nhất sẽ nhập được co đen này, ai nhanh tay thì nhập được, ai chậm tay là người khác nhập mất nha, nhớ đấy. Ok,
Bây giờ nhá, anh điền luôn nha. Các bạn xem video nhớ ấn vào cái chuông thông báo tất cả nha. Ngày mai anh xin cho các bạn nhá những cái code có lượt nhập nhiều hơn. Ok chưa? Đây bây giờ nhá, anh điền luôn này. 1 2 3 điền code nhá các bạn, chú ý này, tập trung này, nhìn này, nhìn này, chú ý này, nhanh tay nhá, không người khác nhập hết nha. Ok này, nhìn nhá, 1 2 3 điền này. Đó, nhập nhá. Vào hòm thư nhận này. Đấy đấy, các bạn thấy chưa? Anh vừa nhập thành công code rồi nha. Đây các bạn nhìn nhá, anh nhận luôn này. Ok, các bạn nhớ like video, đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo tất cả. Nhớ là bình luận ID nhá, để nhận 20.000 kim cương nha. Ok nhá, anh sao chép này. Được chưa? Đây, dán nhá, 20.000 kim cương này, về nick trong 1 giây, thực hiện. Ok, thành công nhá.